Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một video hướng dẫn xử lý phông trong Studio bản V2. Thì ở trên kênh YouTube của Gino cũng đã có cái video hướng dẫn xử lý phông trong Studio V1 rồi. Nhưng ở cái bản V2 này nó sẽ update và mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách để khắc phục những phông nó khó hơn, nó bị lỗi loang lổ màu sắc trên phông khi các bạn blur nhưng nó không hết được. Thì với video này mình sẽ có 6 bước đơn giản như sau. Bước thứ nhất thì mình sẽ đến công bước là xóa rác chi tiết xấu trên phông với công cụ Path Tool và công cụ Deep Subject. Bước số 2 thì mình sẽ đến phần tách đối tượng nhanh với phần subject với menu select. Bước thứ ba thì mình sẽ làm mềm phông bằng blur. Bước thứ tư mình sẽ đến phần bước blur phông với Gaussian blur. Bước thứ năm thì mình sẽ thử nhiễu màu này, làm mịn phông bằng camera. Thì đây là một bước cực kỳ quan trọng mà chắc chắn là chưa ở đâu chia sẻ với các bạn. Bước số 6 thì mình sẽ đến phần edge là xong cái quy trình xử lý phông. Thì đây là cái tấm hình của chúng ta và đã được xử lý phông. Thì các bạn nhìn thấy này, đây là một tấm hình đã chỉnh sửa qua màu sắc ở trên camera. Và các bạn sẽ nhìn thấy này, before, after. Thì đây là một cái tấm hình đã được mình chỉnh sửa thêm một chút màu sắc. Còn lại phần phông, các bạn nhìn thấy này, đúng không? Phần phông nó gãy phông và cái phông ban đầu nhìn rất là xấu, rất là nhiều chi tiết rác. Thì làm sao để mình xử lý nhanh với cái phông này? Đây thì ở đây mình sẽ xóa, mình sẽ duplicate ra và mình sẽ xóa lớp tất cả lớp này phông đi để mình làm lại từ đầu. Thì bước đầu tiên mình sẽ phải xóa những cái lỗi phông lớn ở trên phông này, gấp nếp nó bị lớn quá thì khi mình blur nó sẽ bị tạo ra nếp nhăn. Thì với những phông này thì bắt buộc là mình phải xóa những cái nếp gấp đi trước. Nếu mà là ảnh truyền thông hoặc là ảnh phóng thì các bạn nên dành chút thời gian nhiều, các bạn nhặt kỹ những cái lỗi gấp nếp trên phông này. Khi các bạn blur nó sẽ rất là mềm và nó sạch sẽ, không bị loang lổ nhiều. Còn nếu các bạn không nhặt những cái lỗi phông này thì các bạn blur nó sẽ dễ tạo ra viền phông. Rồi đến bước thứ hai thì mình sẽ nhân tấm hình lên một lớp để nhặt những chi tiết xấu này, những cái lốm đốm trắng này. Thì sau này có thể ứng dụng nhặt trên bãi cát hoặc là trên những cái phông mà nó bị nhiều lấm chấm đi ti như thế này, hay là chụp mây mình lỗi ống kính nó nhiều cái lỗi nhỏ thì bạn sử dụng cái cách này sẽ khá là hay. Thì bạn sẽ vào filter, vào loi, vào deep subject là các bạn sẽ xóa được những chi tiết này đi. Thì ở phần radius này mình càng tăng cao thì nó xóa nó càng mạnh. Thì đây mình xóa làm sao để mất cái chiết những cái chấm đi ti thôi chứ mình không cần phải là xóa sạch đi. Một cái này giảm xuống càng giảm nó càng mịn. Đấy thì mình chỉ xóa những cái vết đi ti vừa phải đi thôi. Thì đây mình sẽ để tầm 2 hoặc 3 đi. Sau đó thì mình sẽ tạo layer mask, mình in vào đó đi và mình sẽ tô vào những phần nào mình muốn lấy thôi. Đấy, những phần nào mà có vết chấm đi ti này thì mình sẽ tô, dùng brush để tô vào. Đấy, như vậy là rất là nhanh để mình xử lý những cái lỗi chấm đi ti như thế này. Nếu mình nhặt bằng Erling brush hoặc là Path Tool thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Rồi như vậy mình đã xong bước thứ nhất, xóa những xấu trên phông. Bước thứ hai thì mình sẽ gộp lớp vào. Và đây mình sẽ tách cái đối tượng ra. Trước khi tách thì mình sẽ lưng sáng một chút. Rồi mình sẽ vào menu select chọn subject. Menu select chọn subject để là auto tách đối tượng. Thì với cái phần tách đối tượng này mình cũng đã làm một video khá là chi tiết rồi, bạn nào mà chưa biết làm thì các bạn có thể xem video trên kênh YouTube của Gino có một video rồi nhá. Ở đây thì các bạn nhìn thấy này, có một số chi tiết nhỏ nó vẫn bị ăn vào phần áo. Vì cái phần áo này nó khá giống với phần phông thì bắt buộc mình phải sử dụng Path Tool để mình nhặt. Mình sử dụng đường mask để mình cắt chích. Ở đây thì mình dùng Quick Select Tool để mình chọn thêm này cho nhanh này. Cố gắng chọn kỹ một chút để tí mình blur phông nó không bị loang. Rồi như vậy là mình đã chọn xong đối tượng rất là nhanh đúng không? Dùng
select ở menu select nhá. Sau đó các bạn dùng quick select tool hoặc là một số cái như path tool để nhặt những chi tiết nhỏ. Thì đây mình sẽ tạo filter là 1. Sau đó mình sẽ nhân ở cái lớp dưới đây. Nhân riêng cái lớp phông các bạn nhé. Cái lớp trên này chủ yếu để cái đối tượng của mình nó được tách phông, nhìn nó dễ dàng hơn thôi. Còn như khi mình làm xong thì mình đã xóa đi. Đây thì ở đây mình đã tách ra một cái lớp phông. Sau đó mình nhân cái lớp phông lên một lần nữa. Clipping mask và Ctrl+G để cho chui phông trên xuống phông dưới. Ctrl+G nhé. Hoặc các bạn có thể chọn chuột phải Clipping mask. Đấy, nó sẽ chui lớp phông xuống dưới. Thì đây trước khi blur thì mình có thể dùng blur để mình hút tô qua một số cái phần màu sắc trên phông nó đều một chút, vì có một số nó hơi phần trên phông nó hơi khác. Vì có một số phần trên phông nó hơi khác thì đây mình sẽ tô này. Tô nó đều một chút để tí mình blur phông thì nó sẽ mềm mại hơn. Nó không bị loang lổ quá nhiều. Rồi. Như vậy là khá là ok rồi. Thì ở đây mình sẽ blur phông thì mình sẽ vào filter này, blur, Gaussian blur. Đấy, và mình sẽ tăng cao thông số lên. Đến bao giờ mình cảm thấy mịn màng thôi. Đấy, như vậy là phông của mình đã khá là mịn. Thì ở đây này các bạn nhìn thấy này, đây là cái lỗi mà chắc chắn là các bạn hay mắc phải này. Đây. Cái lỗi bị loang lổ màu sắc này mà rất nhiều bạn hay bị mắc mà không biết cách xử lý như thế nào, thì đây mình sẽ chỉ chi tiết cho các bạn. Thì đây là cái hay của cái bản xử lý phông Onkyo bản V2 này, để giúp các bạn xử lý những lỗi phông loang lổ như thế này. Thì ở đây mình sẽ vào camera để xử lý những phần phông này, thì các bạn chỉ cần kéo mịn ở phần lumen này lên phần detail, sau đó mình kéo phần noise radius này. Đây thì mình có nhìn thấy này, đây các bạn nhìn thấy này, những viền viền này vỡ phông này, nó tạo ra những viền màu sắc này, thì mình có thể cần tăng cái noise lên này. Thì lập tức các bạn nhìn thấy là cái phông đã trở lên rất là mịn màng đúng không, đã mất cái viền màu sắc. Hai nữa là mình tăng color lên, mình sẽ tăng cái phần color này lên thì nó lập tức sẽ nó sẽ khử những phần màu sắc bị loang lổ. Thì đây là cái rất là hay ở cái bản V2 này mà các bạn cần lưu ý. Ở đây mình ấn ok. Đây thì các bạn nhìn thấy này, cái lỗi vỡ phông, vỡ màu sắc trên phông đã biến mất đúng không ạ. Rồi thì ở đây mình cần add noise vào xong. Thì trước khi mình add noise mình có thể nhìn qua một số chi tiết này. Cái phần này nó vẫn còn một số vết nhỏ thì mình có thể nhặt bớt nó đi. Gộp lớp vào. Sau đó mình nhặt bớt cái lớp này đi. Rồi ở đây mình sẽ add thêm một chút noise vào. Và xong cái quy trình xử lý phông. Đây mình sẽ add noise này. Và noise đây mình sẽ để 5 và nhớ các bạn đây nhớ tích vào monochrome nhé. Nếu các bạn không tích vào monochrome, ở đây nếu các bạn không thích monochrome thì nó sẽ bị nhiễu màu. Đây mình sẽ tắt này, monochrome này đen trắng mà, nếu các bạn để như này nó bị vỡ màu và in ra có thể làm cái tấm hình nó bị hỏng luôn. Ở cái trường hợp này mình thấy rất là nhiều các bạn làm đặc biệt là ảnh phóng thì các bạn in ra sau đó về thì các bạn nhìn thấy lỗi, thì các bạn nhớ là phải thích vào monochrome nhé, để nó khử những cái màu sắc ở trên phông đi, khử nhiễu màu sắc ở trên phông. Đây các bạn nhìn thấy này, before after. Nếu bạn nhìn thấy rất là nhanh đúng không? Rất là nhanh để mình xử lý phông mà phông trở nên rất là sạch sẽ, không bị loang lổ. Đây. Before, after. Thì ở cái tấm hình này mình có thêm một số lớp layer màu vào thôi. Còn đây là gì tớt này. Đây là cái bước là mình gì tớt ra sạch sẽ và xử lý lại lỗi loang lổ trên tóc tai và lăn bóp lại Lumify thôi. Đây phần xử lý phông đây. Before, after. Rất là nhanh đúng không ạ? Thì cái hay của cái phần xử lý phông ở bản V2 này đó là giúp các bạn khử những cái lỗi nhiễu trên phông bằng cách sử dụng trên camera. Và đây là một cái lỗi mà rất là nhiều các bạn hay mắc phải, thì các bạn lưu ý. Mình sẽ mở lại này, before. Ở đây mình sẽ mở lại một lần nữa này. Before, after. Đấy. Rất là nhanh đúng không ạ? Rồi. Thì các bạn nhìn thấy, đây là toàn bộ quy trình xử lý phông. Thì các bạn lưu ý là 6 bước này nhé. Bước thứ nhất là xóa rác chi tiết xấu trên phông với phần path tool và deep subtract. Đây là hai bước rất là quan trọng. Bước số 2 là tách đối tượng nhanh với menu select phần subtract. Bước thứ 3 thì mình sẽ đến phần làm mềm phông bằng brush. Cái phần này mình sẽ dùng để hút để tô màu những phần loang lổ lớn. Bước số 4 là bước blur phông với Gaussian.
Thì trong này có bước số 5 là bước cực kỳ quan trọng giúp các bạn khử nhiễu màu, làm mịn phông bằng camera. Thì đây là bước cực kỳ quan trọng mà các bạn cần lưu ý. Bước số 6 là ép noise. Như vậy mình đã xong cái quy trình xử lý phông trong video rất là nhanh chóng. Và mình xin chào tất cả các bạn. Và các bạn nhớ ấn vào đăng ký kênh để theo dõi nhiều những video hữu ích hơn của Tizino. Chào tất cả các bạn.